Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên tiếp cho nhà một con cũng là bảng liền khía nè, cũng giống mấy con roulette nha. Nó là ba ba rốt vậy nha, nhưng mà máy Nhật ha. Chống nước 10 ATM nè. Cái này của nó nè. Đây như roulette nè. Mà nó là bảng thép đó nha. Bảng thép ha. Dây khóa không thép đúc. Đó. Anh em kiểu thích dán mà dán xưa, dán vintage tẹt xưa là chốt máy này đúng luôn. Dây khóa đây. Thì ngày xưa là dán vậy thôi, xây cỡ này thôi, 35 36 loại. Mặt sau đáy sấy nè. Máy Nhật. Cái này thì xây như 36 35 chấm mấy. 35 đúng rồi, 35 chấm chấm 6 nè. Đứng luôn là 43.5 mỏng. 10 ly đi, 101. Lịch gốc 3 giờ có lớp ha. Kính zin còn đẹp luôn. Không sức mẻ, có lông mèo nhưng nhìn nghiêng có lông mèo không đáng kể đâu. Này cọc số như có dạ quang. Rồi cái này kiểu dành cho anh em tay vừa tay nhỏ thôi, thích cái dáng đeo như mấy con roulette vậy, có dạ quang nha, dạ quang kim mạnh ha, dạ quang cọc số đi hơi yếu xíu. Dây thì thoải mái rồi, dây con này chất 18.5 thoải mái luôn. So với cái mặt này dây này quá dài rồi, lên tay quẩy nè. Em thích đeo kiểu bản thép đúc, máy Nhật liền khía anh chốt máy này đúng. Rồi con này thì em bán nhà giá 650 thôi, 650k mã C75 cho con chắc ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.